Xin chào các bạn, xin chào cả nhà, xin chào toàn thể anh chị em. Hôm nay mình sẽ là món là vịt luộc sả. Các bạn nào mà có tham gia và có đăng ký và ủng hộ kênh mình thì nhớ và chia sẻ và like và like cho mình ha. Món vịt luộc sả mình gồm có nguyên liệu là nấm và sả và nấm và sả và củ gãy cà gót. Món này nói chung là gì ở miền Tây thì ai cũng nấu món này hết. Thì món này cũng rất là ngon. Mấy bạn thấy không? Vịt nè. Quá ngon không? Đó. Quá ngon vịt không? Đó. Vịt quá ngon. Vậy chín chưa mà? Ăn mà cũng kiểu mà làm biến này. Quá ngon. Thịt quá, thịt nạc ngon. Mua là phải mua thịt vậy nè, vịt á phải cho dày vậy nè, thịt nó mới ngon, luộc sả nó ngon lắm. Quá ngon thịt. Vịt thịt ngon. Quá ngon luôn. Không biết ngon không nghe, chúc mình ăn thử nghe mấy bạn. Thấy nãy giờ cũng hay thèm lắm rồi đó. Nãy giờ mình thấy mình cũng hơi mà nó đói bụng nãy giờ đó. Nãy giờ thấy món vịt này mà là cho bụng mình nãy giờ kêu cùng cạo rồi. Rồi. Quay tao. Nó ngồi đi. Chút để đồ vô mày để. Để vô từ từ. Để thử sôi. Mày giá quá không sôi. Không sôi nhỏ. Mày ngồi nói đây nè, phất gió này cho.
cho mau sôi đó, chút gió sọc cục rồi đó. Đây luôn. Hiện bây giờ mình đang để củ cải đỏ vô nghe các bạn, để củ cải đỏ vô để vô mà cho nó chín. Giờ tới mà để bây giờ đấy củ sả. Còn không có sả mà để sả. Sả củ. Với sả cộng. Thấy thấy này vô. Thank you.
Ai biểu không? Ai biểu không? Ai biểu không? Không. Không, không phải một lại đây coi. Lại đây coi. Ngồi đó cho nó ấy đi, lại ngồi đó cho nó đừng có gió mà cho để nó vô cho nó xoay cục cục coi sao mà lâu chứ. Mấy mốt gì vậy? Nhà vô cái trong này nè, tiếng hút gió. Tại sao đó? Đầu để nấm vô. Nấm. Xả nó nổi lên trên ngon hết sợ. Hiện bây giờ mình đang để nấm vô các bạn. Nấm bây giờ đã có nằm ở trong ngòi. Thì gia vị mình để nãy giờ là cũng rất là nó là cũng rất là đều đặn và đầy đủ. Món mà thịt vịt luộc sả nấm. Sôi dữ rồi đó là nãy giờ mới hết. Chán không có sôi gì chứ. Quay chứ quay vô đó đi cho nó sôi. Sôi dữ đó. Chút cái chén đũa.